ngày đây là bốn vệ sinh nhỏ nhỏ như đây, bốn vệ sinh ngày bốn cái như này thôi, mình vẫn có thời gian chơi. Còn thời gian mình không phải lông mạch lúc bây giờ, mình chỉ phụ đánh màu xong ngâm gạch đưa cho nó thế. Như phải gạch có bao giờ phải ngâm. Cháu nói bà nha, cháu có trưởng đứa thứ ba làm như không đứt 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 con cháu ấy. Hà Nội ăn rồi mẹ chưa kiểu như là làm những cái nhà quân đội kiểu nó đi lắp tủ lắp kia các thùng ấy, những cái thùng bìa giấy ở những cái tủ và biết nó to như nào, kiếp đi không biết bao nhiêu tầng bao nhiêu phòng cứ lên nhặt lại vứt hết xuống dưới tầng thành một đống những cái xốp ấy. Ngày đấy nó mua cả xốp, những cái xốp đấy nó là cái xốp đặc vào. Xốp rắn, xốp đặc thì người ta mua hết. Thì ôi ôi, vứt hết mấy tầng, vứt hết những đống lù. Xong lại xuống chất những cái bìa đấy ấy, bó gọn vào, gọi cờ, gọi cái thọ đấy vào, cả công nông nó vào. Cân chở, làm phát triệu mấy, nhưng mà tối lại bỏ mấy trăm ra để đi mua những cái sú lợn về cho anh em uống rượu một bữa. Nó bố uống bia về cho bố uống. Ừ, bia sú lợn này gì? Bọn tao đến đấy coi như là bảo bọn đi hòa mà chứ cô lấy cái thùng giấy này không nhặt không buổi trưa đấy. Thế hôm nào ấy nó chết đầy xong nó lại bảo cái đứa vệ sinh bảo ra kia gọi cái chị kia, gọi cái chị gọi cái chị kia bảo là chị nhặt hộp giấy, thế là nó ra nó hỏi chị cái chú kia bảo chị ra nhặt hộp giấy cái điện cho bình cái như thế cho xuống ta le xuống cho bình ấy, ta vừa làm vừa ấy bình phong ấy. Thế là hai bà con nữa gọi một cái ô tô ấy. Ô tô mà chở phế liệu đây nó cấy cao mút thế này này, tiếp giấy các thứ đầy mỡ ô tô. Cứ mỗi lần bán này là lại kiểu như là ấy, mỗi lần bán là lại mua đồ cho thợ ăn chứ mình có ăn mình đâu. Mua thì lại mua thịt chó cho thằng bọn này ăn bữa đấy. Ô thế sao tận phải hai máy thế hả Chiến? Nào đi cho nhanh. À thế. Không phải ghép vào à?